Thưa quý vị và các bạn, ngày nay máy tính đã trở nên phổ biến và là một nhu cầu thiết yếu đối với đa số người tiêu dùng. Tuy nhiên, để lựa chọn cho mình một bộ máy tính phù hợp với yêu cầu, giá cả hợp lý mà vẫn đảm bảo chất lượng lại là điều không đơn giản. TV Shopping hy vọng đem đến cho quý vị và các bạn thêm một sự lựa chọn, một giải pháp mua sắm an toàn và hiệu quả. FPT Elite tự hào là nhà sản xuất và lắp ráp máy tính thương hiệu Việt số 1 tại Việt Nam. Dây chuyền sản xuất tự động hiện đại nhất Đông Nam Á, quy trình quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2000, các dòng sản phẩm mới liên tục được đưa ra thị trường với những tính năng vượt trội, bắt kịp tốc độ phát triển công nghệ, thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Elite tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục. Tháng 8 năm 2009, Elite đã cho ra đời dòng máy tính học đường V-Olympic. V-Olympic là sự kết hợp của 3 yếu tố: FPT Elite, BKAV Pro và cuộc thi V-Olympic. V-Olympic là dòng máy tính duy nhất có tích hợp sẵn phần mềm luyện thi và giải toán V-Olympic, một cuộc thi toán quốc gia trên Internet do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, và phần mềm đánh công thức toán học MyEQTex. V-Olympic là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn có niềm đam mê đối với bộ môn toán học. Bên cạnh những lợi ích mà Internet mang lại, không ít các bậc phụ huynh lo lắng con em mình sẽ tiếp cận với những nội dung không lành mạnh trên Internet. Dòng máy tính V-Olympic thấu hiểu những lo lắng này của các bậc làm cha làm mẹ. Sự tích hợp sẵn phần mềm BKAV Pro 2009 Internet Security, phiên bản mới nhất của BKIS trong các máy tính Elite, có tính năng giúp cha mẹ học sinh kiểm soát việc truy cập Internet của con em mình. Ngoài ra, phần mềm này cũng tự động chặn truy cập tới một loạt trang web chứa nội dung độc hại. Việc tích hợp sẵn phần mềm luyện thi, giải toán V-Olympic và phần mềm diệt virus BKAV Pro 2009 Internet Security đã đem lại cho dòng sản phẩm V-Olympic những lợi thế riêng. Dòng máy tính để bàn V-Olympic gồm 3 mẫu V100, V500, V700 với cấu hình và thiết kế khác nhau sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng đối tượng khách hàng. Dựa trên công nghệ tiên tiến, sản xuất vi xử lý Intel, mỗi máy tính V100 được tích hợp chip siêu tiết kiệm điện Atom, RAM 1GB, ổ cứng 160GB. V100 được thiết kế hoàn toàn mới, kích thước nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích, sẽ phù hợp với mọi góc học tập của học sinh. Sản phẩm có giá bán tham khảo 3.350.000 đồng. Chỉ với chi phí thấp nhưng mang đến hiệu quả công việc, học tập và giải trí cao, máy tính FPT Elite V-Olympic V100 chính là sự lựa chọn tối ưu dành cho con bạn. V-Olympic V500 sử dụng màn hình LCD 18,5 inch, ổ cứng 160GB và bộ nhớ RAM 1GB. Thiết kế nhỏ gọn, tích hợp thế hệ vi xử lý Intel Pentium Dual Core có tốc độ xử lý 2,6 GHz với bộ nhớ đệm 1MB. Hệ thống âm thanh vòm 5.1 đi kèm giúp bạn xử lý những ứng dụng văn phòng, học tập hay giải trí với tốc độ cao. Sản phẩm hiện có giá tham khảo 7.190.000 đồng. Tích hợp công nghệ sản xuất mới của hãng sản xuất chip số 1 thế giới Intel và thế hệ vi xử lý Intel Pentium Dual Core có tốc độ xử lý 2,8 GHz, tương ứng với nó là tốc độ giao tiếp 1066 MHz cùng bộ nhớ đệm lớn 2 MB. Các xử lý đồ họa NVIDIA GeForce 9400 GT hiệu năng cao. V-Olympic V700 đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu công việc văn phòng, học tập, đồ họa, thiết kế xây dựng hay giải trí cao cấp. Các đồ họa NVIDIA GeForce giúp cho bạn có những hình ảnh sắc nét, chuẩn HD hay với âm thanh trung thực, sống động của hệ thống âm thanh vòm 5.1 đi kèm. Sản phẩm có giá tham khảo là 9.600.000 đồng. Ngoài ra, Elite còn đưa ra thị trường dòng sản phẩm B2 dành cho các game thủ với những tính năng cao cấp hay những mẫu laptop đáp ứng được mọi nhu cầu công việc của bạn chỉ với mức giá hợp lý. Elite B2 Series là dòng máy tính dành cho các game thủ với cấu hình và thiết kế mạnh mẽ.
Elite V2 ấn tượng với thùng máy liên tưởng đến hình ảnh máy bay ném bom tàng hình V2 vào màu xám đen. Hai khe tản nhiệt đặt kín đáo dưới cánh. Nắp mặt nạ phía trước thiết kế như nắp khoang buồng lái, mở đóng tự động. Hệ thống tản nhiệt ấn tượng lấy cảm hứng từ động cơ máy bay với công nghệ Turbo Duo giải nhiệt hoàn hảo cho các thiết bị như Vega card và các linh kiện khác bên trong giúp hệ thống hoạt động ổn định. V2 được tích hợp bộ vi xử lý mới nhất của Intel Core i7-860, sử dụng chipset P55 cùng RAM DDR3 mang đến tốc độ và hiệu năng cao hơn hẳn so với hệ thống RAM DDR2. Đảm nhiệm việc xử lý đồ họa là dòng card cao cấp GeForce GTX 260 của Nvidia, thể hiện đẳng cấp đồ họa của người sử dụng. Hình ảnh sắc nét chuẩn HD, âm thanh sống động với hệ thống âm thanh vòm 7.1 đi kèm. V2 thích hợp cho người dùng có nhu cầu giải trí, chơi game 3D hay xử lý các công việc yêu cầu cao, tính toán khối lượng lớn, xử lý hình ảnh, video cao cấp. Sản phẩm hiện có giá tham khảo 24.150.000 đồng. FPT Elite giới thiệu xong sản phẩm laptop N652 với cấu hình Pentium Duo Core cùng RAM hệ thống dung lượng 1GB. Laptop N652 có khả năng xử lý tốt những công việc văn phòng và giải trí. Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng của máy khoảng 1,9 kg, màn hình 12 inch. Máy cũng tích hợp các thiết bị phổ biến hiện nay như webcam 2.0 megapixel và micro tích hợp sẵn, giúp bạn giao tiếp với bạn bè qua chat voice và chat hình tuyệt vời. Các nút cảm biến chạm điều khiển âm lượng, bật tắt wifi giúp bạn thao tác dễ dàng. Elite N652 tích hợp công nghệ bảo mật bằng vân tay, giúp bảo vệ tuyệt đối và an toàn những dữ liệu quan trọng trong máy tính của bạn. Phẩm có giá 8.610.000 đồng. Đặc biệt, khi mua N652, bạn còn được tặng một ổ cứng di động Transcend Store Z 250GB trị giá 1.250.000 đồng. Elite N652 chính là sự lựa chọn thông minh với chi phí hợp lý dành cho bạn. Và để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi điện đến đường dây nóng của FPT Elite, số điện thoại 094-841-1979 hoặc số 098-847-6666. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!